Hi everyone, this is Ken. We are on Denham Street. First, we take Vinason taxi to check how much it costs from Denham Street to Bun Thanh Market. Nó là hợp tác xã mà. Hợp tác xã. Ừ, hợp tác xã thì bây giờ tới tháng nó đóng tiền cho hợp tác xã là coi như nó hợp lệ. Nhưng mà hợp tác xã đó cũng phải của nhà nước không? Trời, thì nó dặn coi như ba cái hợp tác xã Thương Binh 27 tháng 7 á, coi như là nó đóng tiền cho nhà nước á, là vẫn hợp lệ đàng hoàng. Là vẫn được làm hả? Vẫn được làm. Vẫn được để giống như Vinason luôn. Ở đây nó nhiều lắm, đá cương gia nó đậu đầy cho Bến Thành à. Ai mà không biết là đi nó dính cửa đó. Đó, hợp tác xã đó, toàn bộ là tụi nó hết á. Đừng bao giờ đi những cái xe đó. À, này là cũng là đó. Cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn cưng. According to the Vinason taxi driver, he say those people they work for a corporation. When they pay to the corporation pay to the government. So they work legal. Their work status is legal, but the trick in the taxi, like in the meter, it's not legal. The government, the police, they does catch them, but they only catch them when they have a campaign. When they have a campaign, the driver will stay home, and when the campaign stops, they came out, they will continue to work again. Okay, I'm gonna show you how this camp taxi look like and how many of them waiting here for the foreigner. So look at this, we have four of them here. So one, four. They all different color. They all have different design, like on the top and on the side. That one, there's the one, there's a four-wheel drive, look like Vinason taxi, but they are not. So we have another scam taxi behind my back. Look like Vinason taxi, but actually the word is Van Thai taxi. And gonna pretend that I'm a foreigner and I don't speak Vietnamese. We get that taxi and see how much they're gonna charge. Okay, we're gonna take that scam taxi right now. Denham Street. Denham. Where you from? Korea. Yeah, we're from Korea. Ah, Park Hang-seo. Yeah. You know Park Hang-seo? Yeah, football, Vietnam, Park Hang-seo football good. Taxi, Korea. Taxi, Korea. You mean the Hyundai? Yeah. And you know Park Hang-seo? Yeah, I know Park Hang-seo. Park Hang-seo, Vietnam good. Football. Football, yeah, soccer. Yeah. He helped Vietnam win many times, right? Yeah. So you like Korean? No, you don't like Korean? Why not? Yeah. You don't like Korean?
chicken lotto results. Nhưng mà sao anh 97 hả? Sao mắc vậy anh? Năm nay em đi từ Đại Thám đến Chợ Bến Thành thì chỉ là 21.000 thôi mà. Đại Thám giờ đi thẳng tới Đồng Bến Thành là trước mặt Bến Thành rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97.000 như vậy là qua mắc mà. Bây giờ mình chạy vòng em. Như vậy cũng là qua mắc mà. Không có đâu em. Nhưng mà em thấy tại vì anh lên nhá nha anh mà. Đâu có đâu. Em thấy rồi mà. Đâu có đâu. Em thấy rồi. Nhưng mà tại sao taxi này thì mắc như vậy anh? Tại trời nhìn nó hả? Đưa bao nhiêu cũng được hả? Nhưng mà nếu mà anh làm như vậy thì nếu mà người nước ngoài đến thì người ta sẽ suy nghĩ Việt Nam thì như thế nào anh? Hả? 21 ngàn hay nữa 21 ngàn vậy? Nhưng mà em không muốn anh làm như vậy. Như vậy là nếu mà anh làm như vậy thì cả Việt Nam sẽ bị chửi tại anh mà. Anh khỏi lấy tiền em. Hả? Em xin khỏi lấy tiền em. Anh lấy nhưng mà em không muốn là anh làm như vậy nha. Không, tại vì bạn của em là có nhiều bạn bị gạt á, cho nên người ta mới cảm thấy vậy thôi. Người ta hôm nay mới bị nên người ta bất ngờ. Tại bạn em ở đây lâu rồi. So as you can see, if you take Vinasun, it costs you only 21,000 Vietnam dong. If you take scam taxi, they will charge you like 5 times more. So, but if you speak Vietnamese and you confront them, they will let you pay the actual price. Otherwise, you so if you cannot speak Vietnamese and you're not Vietnamese, you're not pay more than the amount that you actually should pay. I hope this video will help you to avoid scam taxi and have a good time in Vietnam.